mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và lại là mình, VUN đây. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một em laptop gaming đến từ nhà Asus thuộc dòng TUF Gaming là Asus TUF A15 phiên bản 2023. Thật sự rất hiếm hoi khi mà mình đang cầm một em laptop gaming chạy CPU là AMD Ryzen 7000 series mới nhất. Vậy thì AMD Ryzen thì có khác bậc gì so với những em laptop chạy chip là Intel với hậu tố H trong cùng cái phân khúc giá là tầm 30 triệu đổ lại hay không? Thì mời mọi người cùng mình tìm hiểu thật là chi tiết em Asus TUF A15 2023 này với mã sẽ là LB045W nhé. Còn bây giờ sẽ là intro. Ok, và điều đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là những đối tượng nào sẽ phù hợp khi mà sử dụng em Asus TUF Gaming A15 2023 này. Thứ nhất, bạn là một người cực kỳ đam mê về công nghệ, cực kỳ am hiểu về CPU cũng như là cấu hình của máy để mà có thể chọn ra cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất là CPU AMD Ryzen hay là CPU chạy chip Intel. Và điều thứ hai này sẽ dành riêng cho anh em nào mà đam mê laptop của nhà Asus, đó chính là phần giá bán. Và hiện tại thì em nó đang được bán tại FPT Shop với một cái mức giá khá là cao so với tài chính của một số bạn nha. Nhưng mà nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua một em máy laptop đến từ nhà Asus hoặc bạn là fan của Asus thì hãy truy cập ngay cái đường link sản phẩm em máy này mình đang để dưới phần mô tả để mọi người tham khảo cái mức giá khuyến mãi được cập nhật theo từng thời điểm khác nhau nhé. Và tiếp theo mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là phần ngoại hình của máy. Thì thật ra mà nói, ngoại hình năm nay của Asus TUF Gaming 2023 không khác gì so với các thế hệ tiền nhiệm hết. Mình mong rằng sẽ thấy được TUF Gaming ở một cái giao diện khác và mong Asus có thể là chú ý nhiều hơn đến phần ngoại hình của máy để mà thay đổi trong dây chuyền sản xuất về mặt thiết kế. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận lại được gì? Các bạn sẽ có một cái thế hệ mới, có một cái cấu hình mạnh mẽ và vượt trội hơn các thế hệ tiền nhiệm. Và đó cũng là một điều tốt đối với người dùng chúng ta, phải không? Nhưng mà nếu mà nói về ngoại hình thì đây cũng là điều mình không thể nào mà chối cãi được khi mà các dòng Asus TUF Gaming đều mang trong mình một cái thiết kế vô cùng hầm hố và bền bỉ đúng chất gaming. Nhìn về phía mặt sau màn hình thì máy được hoàn thiện toàn bộ khung từ kim loại nguyên khối, logo TUF sẽ được dập nổi và tạo nên một điểm nhấn cực kỳ nổi bật và sang trọng trên máy. Khi mà chúng ta đi xuống với phần kê tay thường xuyên tiếp xúc mỗi ngày thì em nó cũng được thiết kế với một cái bề mặt nhám mịn, khi mà mình thao tác trên đây cực kỳ thoải mái và không quá khó chịu. Tuy rằng đây chỉ là bề mặt được làm từ nhựa và thôi, nhưng mà Asus vẫn thiết kế cực kỳ cứng cáp mà lại không quá ọp ẹp. Và nếu bạn nào đang hơi e ngại khi mà nhìn vào phần bản lề của em Asus TUF A15 2023 này thì cũng đừng lo lắng quá, bởi vì các lỗi gặp ở trên bản lề của máy thì đã được Asus cải thiện từ dòng TUF 506 và 507 rồi. Và Asus bây giờ vô cùng tự tin khi nói rằng laptop gaming của họ đang bền bỉ và rất chắc chắn. Và như các bạn có thể thấy, mình đang nhấn vào phần màn hình như thế này cũng như là tác động gập mở bản lề liên tục, nhưng mà Asus vẫn đang thể hiện quá tốt ở những gì mà hãng đã quảng cáo. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì xảy ra. Và tiếp theo sẽ là phần bàn phím của Asus TUF A15 2023 thì cũng được hoàn thiện khá là tốt. Các phím thì có độ nảy tốt nè. Hành trình phím mình có test thử thì tương đối ổn và cơ bản so với những dòng laptop gaming. LED RGB một màu và độ sáng cũng ổn đối với mình. Nếu là bàn phím có chất lượng cao thì cũng không đúng lắm, nhưng mà nó thực sự rất là ổn so với những bạn nào có những nhu cầu cơ bản về bàn phím khi mà xài laptop. Còn mình thấy thì những anh em nào mà mua laptop gaming về thì cũng đều đã sắm cho mình một em phím cơ để chơi game một cách thoải mái hơn. Tuy nhiên mình lại là một người không sử dụng touchpad trên laptop quá nhiều, nhưng mà mình thấy năm nay Asus TUF A15 2023 đã cải thiện về cái diện tích của touchpad, nó rộng hơn để cho mọi người có thể di tay thoải mái trên phần touchpad đó. Mình thấy thì nó ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể, làm cho cái thiết kế nó cân đối hơn, nó liền lạc hơn cho những bạn nào mà thực sự quan tâm đến phần thiết kế và ngoại hình của máy. Ok, và như những gì mình nói về cái phần thiết kế hay ngoại hình của máy thì cũng chỉ là những cái thay đổi nhỏ xíu để giúp cho em TUF Gaming năm nay có cái sự hoàn thiện hơn so với các thế hệ tiền nhiệm thôi, chưa hẳn gọi là nâng cấp. Nhưng mà đây là một điểm nâng cấp cực kỳ đáng giá trên Asus TUF Gaming A15 2023, đó chính là phần màn hình của máy. Em máy này sẽ được trang bị màn hình với độ phân giải là Full HD trên tấm nền là IPS và tần số quét của máy lên đến là 144Hz, độ chuẩn màu là 100% sRGB, tích hợp thêm công nghệ Nvidia G-Sync nữa. Và thật sự năm nay Asus cũng đã chịu nâng cấp cho em TUF này một màn hình chuẩn 100% sRGB rồi. Với một màn hình có độ chuẩn màu cao như vậy thì ngoài việc mọi người mua máy về để chơi game thì còn có thể edit hình ảnh hoặc video qua các phần mềm đồ họa khác, thay vì mua em máy này về chỉ để chơi game thuần thôi nha. Và chưa hết thì ngoài việc Asus trang bị cho em máy này độ chuẩn màu cao là 100% sRGB thì còn trang bị cho em máy này một cái công nghệ tích hợp G-Sync kết hợp với card đồ họa RTX 40506G nữa, thì khi mà mọi người chơi những cái tựa game thiên về FPS thì nó sẽ đỡ giật khung và xé khung đi rất là nhiều.
Và mình cũng sẽ test thử tựa game FPS mà các bạn hay chơi nhất, đó chính là CSGO. FPS vẫn giữ ở cái mức trơn tru và mượt mà, không có bị hiện tượng sấy hay là giật khung hình gì ở đây hết, nên là các bạn cứ yên tâm nha. Sở hữu card đồ họa là RTX 40506GB và DDR6 nên mọi người cứ yên tâm khi mà chơi những tựa game AAA ở mức FPS cao nha. Và ngoài việc mọi người chơi game thì có thể vọc vạch học tập thêm về phần đồ họa thì cũng rất là ok. Và mình cũng sẽ mở thêm CPU Z cho anh em có một cái nhìn rõ hơn về toàn bộ thông số và cấu hình của em nó. Đối với mình thì một con chip AMD 8x16 luồng thật sự vẫn hỗ trợ quá đủ các công nghệ mới trong năm 2023. Chưa hết thì em máy này còn hỗ trợ là Wi-Fi 6 nè, hai cổng USB 4, sạc pin 100W, quá đủ với những cái thứ ăn chơi trên em máy này. Về phần tản nhiệt cũng như là nhiệt độ trên em máy này, khi mà mình chơi cái tựa game là Liên Minh với mức FPS cao thì nó vô cùng là mát mẻ. Thực sự thì AMD Ryzen đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Dù rằng thì chip AMD Ryzen 7735HS này thì có thể sẽ không bằng những em laptop chạy chip Intel Core i7 thế hệ 12-13, nhưng mà đổi lại mọi người đã có một em laptop chạy chip là AMD Ryzen 7000 series mới nhất cực kỳ mát mẻ, cùng với đó thì giá lại mềm hơn so với những em laptop chạy con chip là Intel. Và nếu bạn là một người với nhu cầu là mua laptop để mà chơi game cũng giống như là đồ họa nhẹ nhàng thì mình nghĩ Asus CUP A15 2023 này là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp với bạn và xứng đáng trong tầm giá. Còn các bạn nghĩ sao về em laptop Asus CUP A15 2023 này với mã là LB045W với mức giá nhỉnh hơn 30 triệu một xíu, nhưng mà nếu mọi người có thể săn được khuyến mãi thì giá nó có thể rẻ hơn nha. Cùng với đó sẽ là chip AMD Ryzen 7000 series vô cùng mát mẻ, nhiều cổng kết nối và Wi-Fi 6 nữa. Đó là cái ý kiến riêng của mình. Còn mọi người nghĩ như thế nào thì hãy comment bên dưới cho FPT Shop biết nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào một clip review tiếp theo.